Dạ vâng, em xin kính chào toàn thể quý khách. Chào mừng quý khách đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Nha Trang. Và em là Hùng179. Hôm nay em Hùng sẽ review gửi đến cho cả nhà mình ba lô đất vườn BHK có vị trí tọa lạc tại xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và trong video trước em Hùng cũng có quay ba sản phẩm nằm ở gần vị trí này. Và em Hùng cũng có nói sơ qua là về cái đơn giá bán của ba lô. Và hôm nay gia chủ đã làm mặt bằng xong xuôi hết rồi, thì em Hùng cùng với một vài anh em trong đồng đội sẽ lên review. Và đây là toàn cảnh quan ba lô đất ở phía sau lưng em Hùng ha. Dạ, và với cái giá bán chỉ có 345 triệu trên một nền sẽ rất là phù hợp với cả nhà mình có nhu cầu mua để lập vườn hoặc là làm farm. Và bây giờ xin mời cả nhà hãy đừng rời mắt màn hình, hãy xem hết video để coi thử em Hùng review sản phẩm này như thế nào nhé. Dạ vâng, giới thiệu với tất cả quý cô chú anh chị thì đây chính là con đường nhựa mang tên là Hương Lộ 62. Và đây là một trục đường chính kết nối từ quốc lộ 27C để mà đi thẳng vào khu du lịch Giang Bay luôn nha cô chú anh chị. Ngay vị trí mà em Hùng đang đứng là một cái ngã ba của đường Hương Lộ số 2 và đường bê tông đi vào lô đất. Thì đây là thuộc địa phận của xã Diên Tân. Và những cái ngôi nhà trên mặt tiền đường nhựa này thì đa phần là họ cũng kinh doanh mua bán. Ví dụ như là bán cà phê, bán nước mía, bán tạp hóa, dạ vân vân. Và từ ngay vị trí em Hùng đang đứng đây thì chúng ta di chuyển theo hướng Tây của em Hùng là mình đi về lại chợ Diên Tân, cũng như là ủy ban, rồi bưu điện, trạm xá. Khu vực đó là khu vực trung tâm của xã Diên Tân luôn. Từ đây mà mình di chuyển vào đó chỉ khoảng tầm 1,2 km thôi. Và nếu như cô chú anh chị mình muốn di chuyển ra quốc lộ 27C thì mình sẽ đi thẳng luôn con đường này. Và từ đây ra quốc lộ 27C là khoảng tầm 3 cho tới 3,5 km. Và từ đó chúng ta có thể di chuyển về thành phố Nha Trang hoặc là mình đi lên Đà Lạt. Dạ. Còn theo hướng Tây này của em Hùng thì chúng ta sẽ đi vào khu du lịch Giang Bay thuộc xã Khánh Phú. Và đây là một con đường thông. Chúng ta sẽ thông từ xã Diên Tân và thông vào Khánh Phú luôn nha. Từ đây chúng ta di chuyển lên khu du lịch Giang Bay là chỉ khoảng tầm 12 cho tới 13 km thôi nha cô chú anh chị. Dạ, ở trước mặt đường vào lô đất của mình thì có những ngôi nhà như thế này. Và bây giờ em Hùng xin phép mời cả nhà mình đi cùng với em để vào lô đất nha. Chúng ta sẽ đi theo đường bê tông này. Và trong video trước em Hùng có quay review ba lô đất nền, ba lô đất vườn cũng nằm ở trong khu vực này. Thì bây giờ em Hùng sẽ xin mời cả nhà mình cùng đi với em để mà mình vào phía trong lô đất lại tiếp nha. Dạ. Ở phía đầu ngồi con đường mình đi vào là đường bê tông. Và đường bê tông này là hiện trạng rộng là 6 m. Dạ, ở phía ngồi này thì đa phần là bên này họ cũng trồng mía nè. Đó, góc này cũng trồng mía nè. Nhưng mà vào đoạn phía trong này thì có một vài cái nhà vườn rất là đẹp bên tay phải của em Hùng luôn nha cả nhà. Dạ, đó đây. Đoạn này là đi vào nè. Thì phía ở bên tay phải em Hùng có một vài nhà vườn ở đây nè, rất là đẹp. Đó, khu này là đã có điện và nước máy đầy đủ rồi nha cô chú anh chị. Dạ, đó. Khi mà tiếp giáp hết các nhà vườn này thì sẽ là những mảnh đất vườn. Ở bên này thì em thấy là đang trồng keo. Ở mặt bên này là cũng đang trồng những cái cây gì em Hùng cũng chưa hình dung được. Dạ. Đó, và đường điện thì em Hùng thấy là sẽ kéo vô phía trong lô đất của mình luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, đây là đường vào nè. Cả hai bên thì đa phần trong này là họ làm vườn, họ làm trồng những cái cây ngắn hạn hoặc là những cây dài hạn. Ở đây thì em Hùng thấy là có trồng dừa nè, trồng bạch đằng nè, trồng cây bạch đằng nè. Đó là những cây dài hạn. Còn ở phía trong nữa thì có trồng bí chanh, rồi đu đủ, hay là những cây ngắn hạn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi chúng ta đi vào đây thì cả nhà mình cùng thấy đường dây điện là đang kéo vào theo con đường mà em Hùng đang đi luôn. Và vào trong đây là sẽ có thêm vài hộ dân trong này nữa nha cô chú anh chị. Rồi ở chỗ đây là bắt đầu mình sẽ tới một cái góc cua ở chỗ này. Thì mình tiếp tục là mình cua qua bên tay phải luôn, ngay cái đoạn của cái ngôi nhà màu trắng này mình cũng cua qua bên tay phải này luôn. Và khi chúng ta vừa cua qua hết bên tay phải thì ngay góc này sẽ có một cái ngã ba. Và cả nhà mình cũng sẽ rẽ qua bên tay trái, chứ đừng đi thẳng nha. Tới đoạn này thì mình sẽ rẽ qua bên tay trái này, ôm theo cái hàng rào của ngôi nhà này luôn, và để mà mình đi vào lô đất. Thì tất cả con đường để đi vào lô đất là đều là đường bê tông hết nha cả nhà. Đi tới tận lô đất mình cũng là đường bê tông luôn. Xe ô tô mình đi rất là vi vu, rất là thoải mái luôn nha cả nhà. Dạ. Đó, đến đoạn này thì trong này thì bắt đầu là trồng cây bạch đàn và cái keo lớn rồi. Ở phía bên tay trái của em Hùng là người dân họ đang chăm sóc cho cây đu đủ nè. Một vườn đu đủ trái xum xuê luôn cả nhà ơi. Và khả năng là vườn đu đủ này là sắp tới là sẽ thu hoạch nè. Đó, các anh nông dân đang đứng ở trên vườn đu đủ. Đó, mọi người thấy không, đường dây điện kéo vào trong tới đây luôn. Thì nếu như sau này mà cô chú chị có nhu cầu mua để lập vườn thì mình cũng có thể kéo đường dây điện giống như thế này luôn nè. Dạ. Rồi, tới vị trí ngã ba này thì em Hùng cũng xin nói sơ qua. Con đường này á, con đường này nếu như cái hướng Tây em Hùng là con đường bê tông, trong tương lai là sẽ quy hoạch mở rộng 16 m. Và đây chính là một khu đất mà ngày hôm trước em Hùng có review qua.
Thì ở đây là em Hùng có review một lô góc này và một lô liền kề, cách một lô liền kề. Nhưng mà hai lô này là chủ đã bán rồi. Thì em Hùng xin mời cái nhà mình đi vào với em. Ba lô mà em Hùng mới vừa nhận luôn, trong video trước em Hùng cũng có nói. Và chúng ta sẽ rẽ qua bên tay trái theo đường bê tông này nha cả nhà. Dạ rồi, em mời cả nhà nha. Từ với ngay vị trí ngã ba này, chúng ta rẽ bên tay trái thì đi vào khoảng tầm 120m nữa thôi là tới đất luôn. Và toàn bộ khu vực này là em Hùng thấy là tất cả những khu đất ở đây đều đã được phân lô hết rồi. Đó, trồng trụ ranh giới rồi, có những lô là chủ người ta rất là kỹ, người ta đã kéo kiểm gai luôn. Ở như cái lô bên tay phải của em nè, tất cả đều đã kéo kiểm gai rồi nè. Ở bên tay trái của em á thì họ đang trồng xoài. Đó, khả năng là đây cũng là một cái mảnh vườn thôi. Họ đang trồng xoài rồi họ làm một cái cửa tạm. Đó, nếu như mà những cái lô như thế này mà trong thời gian tới, một vài năm tới mà xoài mà lớn rồi thì mình làm một cái nhà vườn ở đây nó rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. Ở phía xe kia là cánh đồng nè, rồi núi nè. Dạ. Và lô đất của mình là nằm bên tay phải đường đi này luôn. Dạ, và đây, đây là tổng quan. Tổng quan ba nền đất mà em Hùng mới vừa nhận, BHK đất vườn. Đây là tổng quan ba nền đất mà em Hùng đang mong muốn review gửi cho đến cả nhà mình. Thì trên đất là gia chủ để làm mặt bằng cao ráo sạch sẽ rồi, và cũng để trồng trụ cũng như là có đánh số lô trên đó. Thì con đường trước đất mình là một con đường bê tông, hiện trạng là rộng 4-5m. Và từ đây là mình đi vào trong kia khoảng tầm 500-600m nữa là đường cục nha cả nhà. Dạ. Ở phía góc này là chúng ta có những cái view là sườn núi nè. Ở đây thì nếu như mà mình làm nhà vườn hoặc là làm farm thì em Hùng thấy là sẽ rất là tuyệt vời. Và em Hùng xin quay thực tế từ vị trí từng lô của mình ha. Dạ, đây là cái hướng mà khi nãy em Hùng đi vào nè. Rồi, từ ngay vị trí này và chúng ta nhìn lên thì sẽ tự được hiểu rằng là lô số 1, lô số 2 và lô số 3. Ở đây á, là gia chủ cũng để trồng trụ và chia lô, có ghi số lô rõ ràng. Đây là lô số 1 nè. Thì từ cái trụ này cho đến cái trụ bên đây. Đó, đến cái trụ đây là lô số 1. Đó, rồi tiếp đến là lô số 2 và lô số 3. Thì tổng quan của khu đất này em Hùng thấy là khá là cao ráo. Toàn bộ những ba lô này đều quay về hướng đông nam, sẽ rất là hợp mệnh với tất cả quý cô chú anh chị là những người hợp mệnh đông tứ trạch, như là hướng bắc, hướng đông, hướng nam, hướng đông nam. Thì trước khu đất của mình, như em Hùng có quay là nãy giờ là có một đường dây điện, thì khả năng là sẽ kéo vào phía trong kia một cái vườn nào đó trong đó. Dạ. Thì nếu như cả nhà mình sau này mà mua đất lô này sở hữu thì mình có thể mình cũng sẽ kéo đường điện giống như thế này ha. Rồi, em Hùng sẽ đi vào chi tiết luôn ha. Mỗi một lô như vậy là với chiều ngang khoảng tầm 10m và chiều dài là khoảng tầm 64-65m. Và đây là hàng rào của cái lô hàng xóm, cái lô sát bên, cái lô góc mà nãy em Hùng đi vào em Hùng có quay. Rồi em Hùng đang đi ra thẳng ở phía sau của mình luôn. Đó, ở phía sau này để em Hùng coi thử phía sau này có cái gì ha. Em Hùng sẽ review chân thật nhất, em Hùng sẽ review chi tiết từng cái sản phẩm như thế này để cho cả nhà mình dễ hình dung. Chứ còn nếu như mà đã tới đất mà đứng quay sơ sài nói về diện tích, nói về tổng quan không thì nó cũng quá là dễ dàng, không cô chú anh chị. Dạ. Rồi, trong quá trình xem thì cả nhà mình nếu như mà yêu thương em Hùng cũng như là thích về những cái cách quay cũng như là review của em, thì cũng mong cả nhà cho em Hùng xin một like trong video. Rồi nếu như được thì có thể chia sẻ với người thân bạn bè và nhấn đăng ký kênh của em nha. Đó là cái động lực để mà cho em Hùng tiếp tục với công việc của mình. Rồi, không những là em Hùng review bất động sản mà em Hùng có review thêm một vài cái liên quan tới thành phố Nha Trang cũng như là huyện Diên Khánh luôn. Dạ rồi, đây là điểm cuối cùng của lô số 1. Ở dưới này thì cũng có một cái trụ đánh dấu là lô số 1 luôn. Đó, từ đây thì chúng ta sẽ nhìn thẳng ra phía trước đây là hướng đông nam nè nha cô chú anh chị. Dạ, và ở góc bên này là chiều ngang cái hậu của lô đất mình. Từ đây thì chúng ta giống theo cái hàng trụ này là chiều ngang của phần hậu. Tất cả các lô đều sẽ là chiều dài tới đây là hết nha cô chú anh chị. Dạ, đó. Ở phía sau cũng có đánh dấu lô luôn. Đó, đây là lô số 2. Lô số 3 nè, từ đây qua đây. Đó, ở phía sau em Hùng quay tổng quan cho cả nhà mình cùng xem ha. Và có một điều đặc biệt. Rồi, em Hùng sẽ đi lên lại phía trước ha. Lô số 3 em Hùng thấy có một điều đặc biệt, em Hùng sẽ lên để quay lại cho cả nhà mình nhìn. Thì vị trí của lô đất này là tọa lạc tại xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Nếu mà tính từ ngay vị trí lô đất mà di chuyển về thành phố Nha Trang thì khoảng tầm 22-23 km nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, nơi em Hùng đang đứng nè, nơi em Hùng đang đi nè là vị trí của lô số 3 nha cả nhà. Lô số 3 này thì em Hùng thấy có một điểm đặc biệt, em Hùng chờ em Hùng chút xíu nha. Ôi vậy, chỗ này mặt bằng mới vừa làm nên nó hơi sình chút xíu.
Em Hùng sắp tới em Hùng sẽ review thêm một vài cái cảnh của Nha Trang cũng như là Diên Khánh trong cái thời gian qua để thay đổi và phát triển. Và em Hùng cũng có nhận review bất động sản theo yêu cầu. Quý cô chú anh chị đang ở xe có nhu cầu review sản phẩm của mình và có số điện thoại của mình hay là chèn cái đường link gì đó thì cứ liên hệ với em Hùng sẽ review theo yêu cầu của mình hơn. Rồi, đây là vị trí lô số 3 nè. Thì trên thực tế, con đường trước lô số 3 của mình là có một cái mương như thế này để được lắp đan, lắp cống trên cái con đường bê tông. Nhưng mà trong thực tế thì lô số 3 của mình có bị dính một con mương. Đây là một cái họng cửa mương nè. Và em Hùng nghĩ là đây là cái nơi để mà khi mà mưa sẽ thoát nước qua lại từ bên này qua bên kia. Nhưng mà em Hùng cũng chưa biết lý do vì sao mà đã được lắp như thế này. Thì khả năng là con mương này lâu quá cũng sẽ không dùng, hoặc là như thế nào đó thì em Hùng chưa biết ha. Thì tạm thời em Hùng chỉ có review qua để cho cả nhà mình nắm rõ thêm thực tế của lô đất. Còn về lý do như thế nào thì em Hùng xin không nói vì mình không rõ. Dạ. Thì điểm cuối của lô số 3 mình cũng có trụ, và ngay đây cũng có một cái cây trụ. Đây là trụ kéo điện của cái mảnh vườn ở phía trên. Đây, ở đây là đường bê tông, mình đi vào là mình cúi đường nè. Rồi, ngay vị trí em Hùng đang đứng là lô số 3 ngược lại nha cả nhà. Lô số 3 nè, lô số 2 nè, và lô số 1 ở phía ngồi kia. Ở đây là cái con mương này để đổ nắp đan bê tông, được kết nối là từ cái lô số 3 của mình và kết nối qua cái phần đất bên này. Đó, đây là cái cửa ra nè. Chỗ này là em Hùng chưa rõ luôn. Dạ vâng. Đây là tổng quan nha cả nhà nha. Em xin chân thành cảm ơn quý khách đã dành chút thời gian xem em Hùng review sản phẩm ba lô đất vườn BHK tại xã Dương Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Mỗi lô diện tích dao động khoảng tầm từ 700 cho đến 720 mét vuông với chiều ngang 10 mét hướng đông nam, rất là phù hợp với tất cả quý cô chú anh chị nào hợp mệnh đông tứ trạch như là hướng bắc, hướng đông, hướng nam và hướng đông nam, và sẽ là một sản phẩm tuyệt vời khi cả nhà mình có nhu cầu mua để mình lập vườn, mình làm farm để mà nghỉ ngơi cuối tuần cùng với gia đình cũng như là bạn bè. Và ba nền đất ở phía sau lưng em Hùng đây, thì trong đó nếu như là em thì em sẽ chọn là lô số 1 và lô số 2 nha cả nhà. Bởi vì chỉ có 3 lô nên các anh chị cũng như là cô chú có nhu cầu thì hãy liên hệ sớm với em Hùng để mình sở hữu. Vì 3 lô đất này nó sẽ rất là mang lại nhiều cái điểm tuyệt vời cho quý khách. Dạ, nếu cả nhà mình quan tâm, xin hãy vui lòng liên hệ với số điện thoại của Hùng có trên màn hình. Ngoài ra, có thể kết bạn Zalo với em, nhắn nội dung cần tư vấn, em Hùng sẽ gửi đầy đủ những tất cả những cái gì liên quan, ví dụ như là về vị trí cũng như là pháp lý sổ hồng của lô đất này cho cả nhà mình cùng tham khảo qua nha. Dạ, em Hùng mến chúc cho mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều hạnh phúc. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh của em để có thể cập nhật được những bất động sản tại thị trường tỉnh Khánh Hòa nói chung, thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh nói riêng khi em Hùng đăng tải lên trên kênh YouTube. Ngoài ra, trong phần mô tả em Hùng có nhận review bất động sản theo yêu cầu. Nếu như cô chú anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ với em và hãy gửi sản phẩm em Hùng sẽ đi review cho cả nhà mình. Hoặc trong phần mô tả em Hùng có để những cái đường link giỏ hàng Zalo, cả nhà mình có thể tham khảo thêm qua về sản phẩm trong đó nha cả nhà. Dạ, em Hùng xin kết thúc video ngay tại đây.